Hello, teachers and friends. My name is Ping. I am 9 years old. I am a student in class 3A13 at Trần Quốc Toàn Primary School. Have you ever been to Hạ Long? I am very proud to be born in Hạ Long Public. And Hạ Long Bay has been recognized as National Heritage Trust by UNESCO in 1994 and 2000. Hạ Long Bay is a very big and beautiful place. It's 1,553 square kilometers, 1,960 islands of many sizes. You can enjoy the beauty of Hạ Long by going on a ski plane. The plane moves on water and will take off shortly, allowing you can see Hạ Long from the sky. Looking from above, Hạ Long Bay is like a colorful giant painting. Mother Nature has blessed this place with such a wonderful magic that can create thousands of rocky islands into an amazing work of art. Hạ Long Bay is famous for its cultural cool as the sky and the waves are big and mysterious. Hello, teacher. Hello, Ving. How are you today? I'm fine, thank you. Hey, you put a lipstick? Hôm nay con bôi son đấy hả? Không. Okay, I guess it's the filter. You can turn it off. Con có thể tắt nó đi được. Cô có xem cái bài thuyết trình của Vinh rồi thì cô có nhận xét như sau. Thứ nhất là về nội dung thì Vinh trình bày còn hơi vấp một tí xíu, tức là giống kiểu như là chưa có thuộc bài 100% ý. Cho nên là sẽ có chỗ mà cô nghe thấy là nó chưa có được nhuần nhuyễn. Được chưa? Thứ hai là về cái hình thức, là do mình đang đứng ở sát cái tivi quá, cho nên là nhiều lúc mà Vinh muốn quay lại để nhìn cái tivi ấy thì Vinh sẽ bị làm sao là Vinh quay cái lưng của mình về phía khán giả, thì như vậy là chưa được ha. Khi mà mình quay lưng của mình về phía khán giả như vậy thì người ta sẽ cảm thấy là mình đang hơi bị vô duyên một tí xíu. Cho nên là cố gắng, nếu như mà muốn học thuộc luôn đấy thì con cứ chỉ cần nói thôi, còn người ở dưới hôm nay em tập học thuộc rồi thì hôm nay em tập học thuộc rồi thì thuộc hết. Học thuộc rồi thuộc hết thì có gì để quay lại nhé. Có gì cứ quay cái video lại thì để xíu nước cô nói chuyện với mẹ để hướng dẫn lại quay lại làm sao cho đẹp. Cái góc hình như vậy là ok rồi, không có vấn đề gì cả. Sáng hơn, cái phòng sáng hơn một chút xíu nữa thì hình ảnh sẽ rõ và đẹp hơn. Còn Vinh thì lúc mà mặc áo, Vinh nhớ làm dựng đứng cái cổ áo lên cho đẹp, cho nghiêm trang ha, và đứng thẳng lưng lên. Được chưa? Và hạn chế quay lưng lại với khán giả. Vinh lúc nào cũng phải nhìn vô khán giả. Vinh ơi, Vinh nhìn cô nè. Đó, Vinh lúc nào cũng phải thẳng người, sau đó là nhìn thẳng vào khán giả như vậy. Và khi mà Vinh muốn chỉ một cái gì đó trên TV ấy, thì Vinh chỉ cần giơ tay ra như vậy thôi, được chưa? Đưa tay về phía TV như vậy, đó là được. Hoặc là Vinh có thể đổi chỗ, Vinh đứng ở bên kia để cho Vinh có khi nào mà Vinh nhìn, Vinh chỉ cần liếc qua một chút xíu là thấy cái TV là được. Chứ? Khi mà Vinh muốn nhìn lên TV, Vinh nhớ liếc qua thôi để cho khán giả vẫn có thể thấy được mặt mình nhé. Chứ nếu như mà quay hết nửa người như vậy rồi thì không được. Cái quan trọng là người vẫn phải hướng một cái khán giả, còn đầu thì chúng ta nghiêng qua một tí xíu thôi. Được chứ? Vâng. Ok. Rồi. Nó rất là hay. Cái bài thuyết trình nó rất là hay. Cái câu đầu tiên ấy,
Câu đầu tiên bên đó là have you ever been to Hạ Long? Well, then let me tell you about Hạ Long là được. Để cho thêm cái chỗ đó cho cô. Have you been to Hạ Long là cái câu hỏi rất là hay bên đặt ra. Bên nếu như mà bên được thì bên thêm cho cô là let me tell you about our beautiful city Hạ Long. Được chưa nào? Được chưa? Vâng. Ok. Làm khá tốt rồi đấy. Cô có một số nhận xét như vậy xin cô nói lại với mẹ. Rồi ok, thì hôm nay chúng ta sẽ không còn nói về cái bài bài Hạ Long của Vinh nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài của chúng ta đang học đang dở mà thứ chủ nhật cô nghỉ đó. Rồi bài này chúng ta làm xong rồi, cái bài con man này chúng ta xong rồi. Ok. Now we move on to the next part. Chúng ta chuyển đến bài tiếp theo. Thì ở trong bài tiếp theo có gì? À, là cái dạng mà nó có một cái đoạn hội thoại đúng không, và con sẽ giúp cái bạn mà nói chuyện thứ hai đấy tìm ra cái lời hồi đáp chính xác của cái câu hỏi phía trước. Ví dụ như ở đây chúng ta có Jill. Jill đang hỏi là can you help me with this bag please, thì Peter sẽ nói gì để phù hợp nhất nhỉ Vinh nhỉ? What's yours Peter? Okay, no, cô đang hỏi cái câu số 1 này, câu ví dụ này thì chúng ta biết rồi. My name's Jill, what's yours là bạn này đang giới thiệu là tên là Jill. Thì bạn muốn hỏi là tên của bạn kia là gì thì bạn phải trả lời là Peter. Rồi qua câu hỏi số 1. Can you help me with this bag please? Okay, so what will Peter say? Okay, that's good. Đúng rồi, chính xác. Nice. Now you do the rest. Bây giờ con sẽ làm cái phần còn lại ha. Okay, let's see. Oh, you still have number two. What is your answer for number two? No. Oh, did you? Oh, did you? Okay. Right, let's see. I went shopping with mommy. Peter said, oh, did you? Good. Oh, no. Oh, did you? That's a good answer. Jill asked, do you like shopping? Peter said, yes, I do. That's right. What did you do this morning? I played basketball. Thank you. Good job. Chỗ này con đưa vào quá khứ là rất chính xác. Bởi vì this morning là mới sáng nay. Được chưa? Rồi tức là đã xảy ra rồi. Five, yes, it's a good game. Oh, okay, good. Jill, can I play with you? Can I play with you? Chỗ này mà con chọn yes, I can play là sai rồi bên nè. Đúng không? Bạn Jill này đang hỏi là mình có thể chơi chung với bạn không? Thì Peter sẽ nói là ok, cậu có thể chơi chung với mình. Đúng không nào? Đó, vậy thì cậu có thể chơi chung với mình thì có phải là yes, I can không? Hay là yes, you can? Yes, you can. Yes, you can, chứ đúng không? Còn yes, I can, tức là mình có thể làm cái gì đó. Để cho nên chỗ này con chọn yes, I can là chưa chính xác. Phải đổ lại thành yes, you can nha. Nhớ chưa? Rồi, ok, cái này mình bị lộn ha. Tại vì trong cái chỗ này nó đang gọi là can I play with you? Thì con cứ tưởng là giữ nguyên ai nhưng mà không phải. Rồi, ok. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái từ có ở trên bên phải này. Chúng ta điền vô đáp án ở câu số 1 đến câu số 6 này giúp cô nhé, được chưa? Ở đây chúng ta nhìn sơ qua đáp án chúng ta thấy gì? Từ nào đọc sao? Vinh? Từ đầu tiên. Islands. Island, đúng rồi, như cái bài thuyết trình của chúng ta đã có islands là hòn đảo ha. Rồi, what is this? What is this? Cái con này là con gì đây? Vẹt. Con vẹt mình đọc là sao nhỉ Vinh nhỉ? Parrots. Parrots, thank you. Cái này cái hình vẽ nó hơi bị khó nhìn tại vì nó tô vào màu trắng cho nên mờ quá, nhưng mà ở đây là
rain tức là đã mưa được chưa, tức là trời mưa được chưa nào. Rồi ok. Rồi cái sunny này dễ là plants. Plants là những cái cây mà thân thảo mà nó hay mọc thấp thấp hoặc ngay dưới đất ấy, thì nó gọi là plants được chưa. Còn tree là những cái cây mà nó có thân gỗ to ơi là to, nó mọc lên cao như vậy này thì gọi là tree. Ok. Rồi và chúng ta đây có gì? Wave. Wave là hành động gì? Wave là hành động gì đấy? Wave là hành động gì đấy? What is this? What is he doing? Anh này là đang vẫy tay được chưa? Wave là vẫy tay như thế này này, gọi là wave. Đó. Because it often. It often. Often ở đây là thường xuyên, được chưa nào? Rainer than. Okay. We did something different because it often rained then. Okay. Em là con không đọc là rain nè, nhé, đọc lại cho cô rained. Rained. Đúng rồi, rain này mà có đuôi ed thì chỗ này nó sẽ đọc là rained, được chưa? Có âm đ ở cuối, rained. Okay. The weather we was. We couldn't see. We could. Could này là quá khứ của can, được chưa nào? Okay, chúng ta tạm gọi là quá khứ của can. That flew. Flew này là quá khứ của. Rồi, quá khứ của fly. Được chưa? Flew này là quá khứ của fly. Rồi, con xem con là câu số 3 này có phải là plants that flew không? Không. Chúng ta sửa lại giúp cô nha. Ôi trời. Đúng không? Rồi, flew này là quá khứ của fly. Could này là quá khứ của can. Chúng ta tạm hiểu như vậy. Ơ, con xài hết rồi. Đây để cô thu gọn cái ô lại để lát nữa đỡ bị ảnh hưởng đến cái ô khác. Rồi, that is sunny. Rain. Okay, rained. Good. We couldn't see. Some big parrots. Parrots viết như vậy đúng chưa Vinh? That flew. Okay, no, no, but like look at the word parrot here. Con nhìn vào cái từ parrot con viết này, con đã viết đúng chưa? Ôi trời. Ôi trời ơi, này bắt lỗi cô Hoài, bây giờ cô bắt lỗi ngược lại nhá. Are some big black snake under the leaves of some. Cái đây con thấy leaf là gì không? Leaf là gì? Lá. Lá cây của cái gì? Lá cây of some big. Lá cây thì đương nhiên là phải của gì đâu con? Lá cái là này, phải này loại luôn. Cái này cũng loại. Này cũng loại thì bây giờ nên chọn cái nào đây? À, con thấy lá là đương nhiên là phải cái còn lại. Đúng rồi. Vinh đã biết từ leaf là lá cây rồi đúng không? Vậy thì lá nó phải là của cái gì con? Lá phải là của. Lá có phải của con người không? Không. Lá hay phải là của con vật không? Cây. Đúng rồi, lá của cây. Leaves of some big. Plants too, đúng rồi. Xíu nữa cô sẽ hỏi Vinh xem Vinh hiểu cái bài này nói gì không nha. Chúng ta dịch từng câu một. Not afraid. Afraid, okay. Afraid.
I took lots of great photos with my. Okay, very good. Now I will check your answer. Còn hai cái còn lại trời ạ. Đúng rồi, còn hai cái nó sẽ không có xuất hiện trong bài này ha. Rồi. Nhưng mà bị loại luôn. Rồi, giờ chúng ta cùng xem bài. Giờ Vinh thử dịch giúp cô nhé. Last week we went on holiday to an island. Đây là nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? Rồi. Vào cuối tuần trước chúng tôi có một kỳ nghỉ ở một hòn đảo. Chính xác. In the morning, the weather was sunny. Đúng rồi, chính xác. Chỗ này con điểm sunny là đúng. And hot, and we went swimming in the sea. Rồi, dịch câu tiếp theo Vinh à. In the morning, vào buổi sáng, vào những buổi sáng thì sao? Vào những buổi sáng thì trời nó nóng. Trời vừa nắng, vừa nóng. Rồi, chúng ta đi đâu nữa? Và chúng tôi đã... Vinh ơi, okay, pay attention. And we went gì? Ôi trời. Ok, con bấm nút undo, con bấm nút quay lại là được. Đó. Rồi, and we went. We went là câu này dịch như thế nào đấy? Rồi, không tập trung nghe. Thôi được rồi, chỗ này cô làm luôn cho, cũng dễ mà. And we went swimming in the sea. Và chúng tôi đi bơi ở ngoài biển. Được chưa? In the afternoon, we did something different because it often rained there. Con thử dịch câu này cho cô xem nào. Đấy, từ in the afternoon đến then. Vào buổi chiều. Đúng rồi. Vào buổi chiều thì chúng tôi... đã làm một cái gì đó. Đã làm một thứ khác biệt. Vì trời thì thường xuyên ở đó thì ở đó trời thường xuyên mưa. Đúng rồi. Đúng rồi, ở đó thì trời thường xuyên mưa vào buổi chiều, chính xác. Rồi one afternoon we went up the river to the jungle on a boat. Rồi câu này nghĩa tiếng Việt là gì? Đó, one afternoon đó, cái chỗ mà one afternoon đó Vinh. Đây câu này one afternoon we went one up. Đó, we câu này. Went up the river on the jungle and to the jungle on a boat. Là sao ta? Rồi, một buổi chiều nọ đúng không? Chúng tôi đi lên phía trên của con sông. Tức là Vinh biết đó là cái con sông mà nó chảy đúng không? Thì nó sẽ có phần thượng nguồn và hạ nguồn. Tức là cái chỗ mà nó bắt đầu chảy và chỗ mà nó kết thúc của con sông đúng không nào? Đó. Vậy khi người ta nói là went up the river là người ta đang đi về phía thượng nguồn hay phía hạ nguồn nhỉ? Phía bắt đầu của con sông hay phía kết thúc của con sông hả Vinh? Theo như Vinh nghĩ... thượng nguồn. Đúng rồi, người ta sẽ đi lên thượng nguồn là đi đến chỗ mà cái con sông bắt đầu chảy, được chưa? Rồi, thì ở đây người ta là we went up the river, tức là đi men theo cái phía thượng nguồn của con sông và đến được cái chỗ gì đấy, cái jungle này là gì nhỉ? Vinh, what is a jungle? Một khu rừng. Đúng rồi, họ đã đến một cái khu rừng trên một cái con thuyền ha. Rồi, vậy là tức là một buổi chiều nọ thì họ men theo cái chiều thượng nguồn của con sông để đến một cái khu rừng trên một cái con thuyền. Được rồi. There were some very tall trees there. Okay, we could see parrots. Được chưa nào? Có một rất nhiều cái cây to lớn ở đó. Thì trên những cái cây to lớn đấy họ thấy con gì? Con vẹt. Được chứ? They see parrots that flew in the street in the trees and monkeys that climbed in them. Trên cây thì có vẹt bay lượn và có cả khỉ đang leo trèo nữa. Rồi, I saw a long black snake under the leaves of some big plants. Câu này dịch ra sao đây Vinh? Này, tôi đã nhìn thấy một con rắn dài và màu đen ở dưới
nằm một cái lá ở dưới lá của một cái cây của một cái cây lớn. Ok rồi. Ở đây là chữ leaf chúng ta thấy là số nhiều và plants cũng là số nhiều, cho nên chúng ta sẽ dịch như sau. Là tôi đã thấy một cái con rắn là vừa dài vừa đen ẩn dưới những cái đống lá của những cái cây to lớn, được chưa? Rồi. When the snake moved, I was afraid, but it didn't come near us. Câu này nghĩa là sao? Khi cái con rắn làm sao Vinh nhỉ? Khi con rắn bò ra thì tôi cảm thấy sợ vì không thể đến gần được nó. Không phải là bởi vì không thể đến gần được nó. Vinh nhìn lên trên màn hình, tập trung cho cô nha, chú ý. Chỗ này người ta nói là but it didn't come near us, tức là nhưng nó không lại gần chúng tôi, thấy chưa? Tức là con rắn nó bò ra khỏi cái bụi cây, bụi lá cỏ đó, nhưng mà nó không có lại gần cái bạn này, mặc dù là bạn nó rất là sợ. Ok. Rồi, I saw some bats that ate fruit too. Câu cuối cùng của cái đoạn này. Tôi cũng nhìn thấy những con rơi có thể ăn hoa quả nữa. Đúng rồi, chính xác. Rơi có biết ăn quả. Có rơi có ăn hoa quả, để cho có một số loài rơi nó sẽ ăn hoa quả, còn có một số loài rơi thì nó sẽ hút máu, được chưa? Tùy. Được chưa? Tùy. Rồi, photo shoot my camera, chính nhưng xác. Nhưng mà hút máu con người hay là gì? Động vật thôi, trời ơi, rơi nó hút máu động vật thôi, chứ con nghĩ mà con rơi bé tí như thế thì làm gì làm lại được con người, đúng không? Con nhìn vậy thôi chứ rơi. Có mũi mới. Con muỗi là nó giống như kiểu là nó máu, con muỗi là nó giống như nó máu liều ấy. Nó không có nhận biết được là con nào nên hút, con nào không nên hút. Ví dụ như là hút trâu hút bò thì cái thì nó đâu có làm gì được đâu, đúng không? Hút máu con trâu con bò thì mấy con đấy nó đâu làm cho con muỗi, nhưng mà hút máu con người thì sao, phát hiện một cái là ăn đập nát bét luôn. Con có bao giờ tự tay đập vào chúng con muỗi chưa? Này, em bắt được mấy con lợn. Bắt được mấy con, bắt được luôn, ấy là nó còn sống hả? Bắt được là nó còn sống. Lúc em bắt thì nó chết teo luôn. À, thế là nó tự tay đập rồi, chứ đâu có phải là tự tay bắt nữa đâu. Bắt là nó phải còn sống chứ. Rồi. Okay, bắt nào. Mà nó còn sống thì bó tay rồi. Bắt mà nó còn sống thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải... Nếu như mà Vinh Hiền thì Vinh thả nó đi không sao hết. Nhưng mà Vinh cảm thấy là giữ con này lại là mối nguy cho xã hội ấy, thì thả nó vào cái ly nước. Đó. Mà... thế có nghĩa là sao? Ý là ví dụ như bây giờ là Vinh giữ nó lại, đúng không? Thì nó không hút máu Vinh thì nó sẽ hút máu người khác, đúng không nào? Đó. Và Vinh cảm thấy là ôi, nếu như mà mình giữ nó lại thì nó có thể hút máu người khác mất. Mình phải hành động thôi, phải trở thành đàn siêu anh hùng. Nhúng nó vào cái ly nước cho nó khỏi bay nữa. Là nhẹ nhàng nhất rồi thì con đỡ phải đập nó ra, đúng không? Đập nó ra thì vừa bẩn tay trời. Con. Đập nó một ra lần thì... em bắt cả đàn. Cho bắt cả đàn luôn hả? Cầm vợt khua hay sao? Cầm vợt bắt cả đàn. Chết hết luôn. Thế là Vinh hơi bị hay đấy. Vinh cầm vợt mà Vinh có thể khu được nhiều như vậy. Thế còn cô mà cầm vợt thì chắc cũng phải được không? 100 con. 100 con luôn hả? Trời. Rồi. Ok. Rồi. Now Vinh, we read this. Okay, we read this text and answer question from number 1 to number 3. Choose one word from the text and write here. Được chưa? Con sẽ đọc bài, đúng không? Đọc bài và chọn một đến một, hai hoặc ba từ có trong bài này để điền vô cái câu này, được chưa? Đọc bài đọc trên và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3. Right. Khi trả lời, con chọn một, hai hoặc ba từ có trong bài đọc để điền vô chỗ trống, tạo thành cái nội dung đúng nhất. Ok, now you do it. Cô ơi, cái chỗ này cô có ghi nhầm không đấy cô? Cô nào? À, all his friends. Rồi con bỏ cái ô vuông đó ra nè, bỏ cái ô vuông đó ra nha. Con xé đi nhé.
Rồi, ở đây ấy, cô không viết nhầm. Đây là một cái kiến thức tiếng Anh. Nếu như mà con muốn nói là cái gì đó của nhiều người, đúng không? Thông thường ấy, con chỉ nói là của một người là con sẽ thêm cái phẩy S này, đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây là của nhiều người. Tức là ban đầu cái chữ friends là nó vốn đã có S sẵn rồi. Thì khi mà nó là của nhiều người thì con chỉ cần thêm dấu phẩy thôi là được. Đó. Ví dụ như con nói là parents, đúng không? Parents là gì Vinh? Parents là gì? Bố mẹ. Bố mẹ đúng không? Là con thấy bố mẹ là đã có hai người trong này rồi đúng không? Và parents có S rồi. Thì con nói là ví dụ như bạn là cái nhà của bố mẹ. Thì con không có sử dụng phải S đi vậy nhỉ? Không, đây là sai. Con chỉ cần thêm một dấu phẩy đằng sau nữa thôi là cô biết là à, đây là con muốn nói về cái gì đó của bố mẹ. Thì ở đây sẽ là my parents' house đúng không? Nhà của bố mẹ. Được chưa? And then read his new comic. Fred looked at the picture in his gì? Ở đây con thấy đọc ở đây con biết đây đi, con biết ra trước để con xem qua con hiểu không đã. Biết đáp án ra trước. Rồi, ok, that's good. Rồi. Vinh nghe con đọc lại nè. After breakfast, Fred looked at the pictures in his comic. Can you say that again? No. After breakfast, Fred looked at the picture in his comic. Ok, that's very nice. But chúng ta không đọc là look at nha. Chúng ta sẽ đọc là gì? Looked. Cái, tức là cái từ look mà có đuôi ed như vậy ấy, con đọc là âm t cho cô. Được chưa? Chúng ta sẽ đọc là looked. Looked. À, con không cần phải đọc âm k cũng được nhưng mà con thay bằng âm t cho cô. Looked. Looked. Đúng rồi. Lại một lần nữa. After breakfast, Fred looked at the pictures in his comic. After breakfast, Fred looked at the pictures in his comic. À rồi, con để đọc từ này đúng ấy thì con vẫn giữ cái khẩu hình miệng là khi con đọc chữ K nhưng con sẽ không có đọc to nó lên và con đọc thành âm T cho cô. Là cô vẫn đọc là look, look đúng không? Cô vẫn đọc cái khẩu hình miệng của cô vẫn để chữ K trong họng mà cô không đọc chữ K lên. Look, look. Con thử đọc xem. Đó. Nó sẽ giống như kiểu như vậy nè. Đó. Nó giống như chữ này. Con thử đọc xem nè. Looked. Looked. Chính xác. Đúng rồi. Để cho vẫn là cái chữ K đó. Nhưng mà chúng ta không đọc chữ K này lên. Đó. Looked. Good. Carried nó cùng nghĩa với past hay là sao của cô? Carried. Carried là mang vác đúng không? Carried này là quá khứ của carry này nè. Đó. Được chưa? Đây là quá khứ của carry. Carry này là mang vác. Thì Fred carried. Đúng rồi là nó mang vác. Nó có nghĩa với put hay là sao? Nó trái nghĩa với put chứ. Ở đâu từ từ. À rồi. Cái put ấy, put là sẽ đặt cái gì vô trong cái gì. Được chưa? Put là đặt cái gì bên trong cái gì. Còn cái carry là mang theo, đấy chứ? Rồi, vậy thì ở đây ấy, con thấy là Fred này sẽ mang theo cái gì đến trường mà đặt cái ở đó, đặt cái đó ở trong cái cặp đi học của anh ấy. Fred sẽ mang theo cái gì? Cô có cách nào xóa cái chỗ xóa nó tuần viết in hoa cả như này không hả cô? Con có thấy chữ caps lock trên bàn phím không? Có. Caps lock. Nếu như mà nó đang sáng lên hoặc là nếu như mà nó đang sáng lên tức là con đang viết hoa, tức là con đang viết hoa tất cả mọi chữ. Còn nếu như mà con tắt đi, bấm lại nó một lần nữa thì con tắt đi thì nó sẽ ngừng cái vụ viết hoa đó. Được chưa? Em thử làm lại xem nào. Cái caps lock của con nó có cái đèn ở đấy không? Thường caps lock trên không các bàn phím à. Nó sẽ có đèn.
À, rồi nó sẽ không có đèn thì bây giờ con thử bấm vào cái caps lock một Con được lần rồi nữa. này. Ừ, đó. Đúng rồi, cái caps lock và sẽ bật cái chế độ viết in hoa lên hết đó. Đúng rồi, chỗ này là book and pens, that's right. Rồi. Ok, Vinh nghe cô đọc cái câu số 2 này và chúng ta lặp lại nhé. Chú ý chữ carry cho cô. Fred carried his book and pens to school in his school bag. Cô đọc lại. Fred carried his book and pens to school in his new school in his school bag. Con đọc lại câu số 2 cho cô đi. Fred carried his book and pens to school in his school bag. Thank you, that's good. Rồi, câu số 3, Fred went to school by bike, very easy. Đúng rồi, chính xác. Ok. Easy peasy. Easy peasy mới học được hả ta? Easy peasy là dễ như ăn kẹo. Đúng rồi. Next. Rồi. Fred went to his classroom and sat down. He put his school books on the desk and took off his jacket. Rồi. Cũng làm tương tự, con đọc cái đoạn văn này và điền vô nội dung 4, 5, 6 cho cô. Fred put his Put hết gì on the desk này? Books. Rồi chỗ này một mình chữ book thôi thì chưa có ổn, con có thể thêm chữ school book luôn nữa để cho đầy đủ giống như ở trong trong bài này đúng không? He put his school books on the desk. Outside the window, there were. Outside the window, there were. Ngoài bên cửa sổ có gì? Ở con ghi đáp án chưa? Ok, rồi, chỗ này con sẽ thấy là gì? Chúng ta không cần cái outside on làm gì cả bởi vì nó đã có on ở đây rồi và outside nó cũng có ở ngay trên đầu câu rồi thì đâu cần outside on làm gì nữa, đúng không? Rồi. Vâng. Không, thì chúng ta sẽ xem lại nha. Đầu tiên, Fred put his school books, đúng không? Ở đây là Vinh chỉ ghi mỗi chữ books thôi cũng được, nhưng mà có school book thì đầy đủ hơn. Tại vì ở trong cái câu gốc của nó này thì là người ta đã nói là he put his school books on the desk rồi, thấy chưa? Fred didn't want to wear his jacket because it was hot in the classroom. That's so good. Đúng rồi. Câu cuối cùng là Vinh đang bị dư khá nhiều chi tiết nè. Đó, chỗ này thì Vinh chỉ điền mỗi chữ people thôi cũng được. Hoặc nếu không là phải điền lots of people. Ok, Vinh, you there? Em có đó không? Có. Ok, rồi bởi vì khi mà xài cái phông nền này Vinh cúi xuống một cái là cô không thấy Vinh đâu luôn. Đó, lại biến mất rồi. Lại biến mất rồi. Rồi, ok, continue. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 nữa là xong.
Ooh, his teacher has a guitar. Okay. Were in front of all the children. Were in front of all the children. In front of là đặt phía trước, để cho phía trước tất cả các bạn trẻ. Rồi vậy thì con so sánh coi là ở đây có in front of này, thì trên câu chỗ nào có in front of đâu? Trên bài đọc vậy chỗ nào có in front of không? Red in... saw his teacher there đây. With his guitar in front of. Đúng rồi, đây là chỗ này có in front of đúng không nhỉ? Thì ở trong cái câu số 8 này, người ta đang muốn hỏi là ở trước lũ trẻ có cái gì? Không, trước mặt lũ trẻ có cái gì? Đó, thì ở đây người ta đang nói là trước mặt lũ trẻ là đúng không? Có gì đấy? Có two clowns. Đúng không? In front of them were two clowns. Trước mặt lũ trẻ có hai chú hề để chơi nào. Vậy thì đáp án ở đây chắc chắn sẽ phải là gì Vinh? Clowns. Two clowns, ghi đầy đủ cho cô nha, two clowns. Clowns. Đúng rồi, two clowns. Thank you, good. When? Second. The children laughed when chấm 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 went in the clown's mouth. When the second. No, not when the second. Rồi, con đọc lại câu này cho cô này. Cái lũ trẻ thì cười lớn lên, cười phá lên khi chuyện gì xảy ra? Khi cái gì đó đúng không? Cái gì đó went in là đi vào trong cái gì? Cái miệng của chú hề đúng không nào? Cái gì? Nè con. Tomato. Đúng rồi, tomato. Thấy chưa? Nè con thấy là went in the clown's mouth. Cái gì đó nó đã đi vào trong miệng của chú hề. Rồi. Vậy thì chỗ này con điền từ gì đây? Tomato. Ôi giời ơi. Đúng không? The first clown threw a tomato and it went in the second clown's mouth. Trời chơi gì nguy hiểm quá trời. Ta nghẹn, ta nằm xỉu ra đất luôn bây giờ trời. Nồi ăn được, ăn thịt, ăn trong một miếng mà không bị nghẹn thì khá là hỏi chấm luôn hay quá. Khá là hỏi chấm. Rồi, the children had the chấm 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 because it was their last school day. Had the gì đây? Had the. Rồi, hôm tức là lũ trẻ sẽ có một cái gì đó nhân dịp mà ngày cuối cùng đi học party. Đúng không? Okay, had the party, that's good. Rồi, ủa? Sorry. Rồi, ok, Vinh, can you read number 7 for me? Con đọc lại câu số 7 cho cô đi. His teacher had the guitar. Thank you. How about number 8? Read number 8 for me. Two clowns were in front of all the children. Okay, we read this at were. Can you say that again? Two clowns were. Two clowns were. Thank you. In front of all the children. Thank you. That's perfect. Right? The children laughed. Can you say it? The children laughed when tomato went in the clown's mouth. Tomato went in the clown's mouth. Ôi trời ơi. Okay. The children laughed when a tomato. Được chưa? Rồi. Next. The children had the, con đọc lại câu số 10 cho cô đi. Had a party because it was their last school day.
Thank you, that's so good. Đúng rồi. Right. Chỗ này Vinh đọc lại cho cô. The children laughed. The children laughed. Thank when you. The tomato went in the clown's mouth. Ôi trời ạ. À. Okay. Không, nếu mà gặp con thì chắc chắn con cũng cười thôi. Thật cái tình huống này không đỡ được. Tình huống khó đỡ. Đúng rồi, tình huống khó đỡ. Now, let's finish this quickly. Giờ chúng ta làm cái bài này nhanh gọn cho cô nhé. Okay, you see there is a reading on the... Yeah, there is a reading on the left and you have to choose... Con sẽ chọn một từ đúng để điền vô câu số 1 đến 5. Đây, chỗ này thì con chọn thôi. Okay. Ah, smaller and thinner like a banana. Ôi trời, như quả chuối. À, cũng đúng trong mà. Trong này ông Trăng như quả chuối lận của ạ. Đúng rồi, Trăng Khuyết thì sẽ nhìn hình giống quả chuối thật. Lot of children. Birthday. A lot of children want to go there. There là đâu? Nó đi tới đó. Nhưng mà là đi không thể. Đúng rồi, chính xác. A lot of children want to go there. Làm sao mà sorry. Làm sao mà người lên tự lên được nhỉ? Chúng ta không thể tự lên bằng phép thuật. Nếu không thể tự lên bằng phép thuật được, nhưng mà nếu như mà lớn lên chúng ta làm việc cho tàu vũ trụ chẳng hạn, muốn trở thành phi hành gia chẳng hạn, thì chúng ta có thể lên đó được mà. Đúng rồi, làm việc cho NASA. It isn't. It isn't the very good place. Không, nó không phải là một nơi rất là tốt. Nghe hơi buồn ha. Trên mặt trăng không it phải là một nơi cơ mà cô. Thì đâu có bảo là có bảo là ở trên mặt trăng không phải là một nơi quá tốt nhỉ. It isn't a very good place. It isn't a very good place. Con cho cô nào. Very good place. Đúng rồi. It isn't a very good place. Next. It's sometimes very cold and sometimes very hot. Đúng rồi, cái khí hậu ở đó mình không kiểm soát được, nó rất là lạnh, cũng có những lúc mà nó nóng cực kỳ. Khí hậu trên sao Thủy là một ngày đêm một ngày nóng lạnh trời ạ. We're talking about the moon. Một năm ở trên đấy còn chưa bằng 3 tháng đầu năm. Đúng rồi, tại vì nó nhỏ hơn, nó quay nhanh hơn. Sao Thủy hình như là nhỏ hơn trái đất cho nên là quay nhanh hơn. Thành ra là cái thời gian mà nó quay hết một vòng ấy, nó sẽ nhanh hơn trái đất nhiều. Ôi trời ạ. Nhưng mà hành tinh xa nhất là phải quay được 248 năm trên trái đất. Một năm ở trên đất. Đúng rồi, nó xa hơn. Dài gần 25 thập kỷ lận. Ôi trời ạ. 25 thập kỷ hả? 25 thập kỷ là... Một thập kỷ là bằng 10 năm. Đúng rồi, ok. Ôi trời. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì? There's no grass and there isn't. Then it isn't. Then there isn't. And there isn't any food. Đúng rồi, there isn't any food. Đúng rồi, trên đó thì bây giờ hầu như là không có sự sống, chỉ có đất đai thôi. Rồi, và nó bảo là không có cỏ cây thì cũng không có thức ăn thì cho con người có thể sinh sống ở trên đó hết. Right, so that's why we go there, we need to wear a special suit. Khi mà đến đó chúng ta sẽ phải mặc một cái bộ đồ bảo hộ đặc biệt. Okay, that's all for today. Rồi. Con thảo luận lại với mẹ là về quay lại cái video giúp cô nhé, để cho cái video nó được hoàn chỉnh hơn. Và khi quay thì nhớ chú ý là làm sao? Là nhìn thẳng vô khán giả, được chưa nào? Nhá, nhìn thẳng vô khán giả. Nhưng mà mẹ em bảo những cái chỗ mà những cái chỗ như là hình avatar, như là hình người nền ảo của em ấy, thì mẹ bắt em phải giới thiệu Nếu mà nói chung là sử dụng nền, cô có nghĩa là sử dụng nền ảo thì của Vinh bị mờ, cho nên là không có thể không sử dụng nền ảo mà quay bằng điện thoại như là hôm bữa mẹ gửi bài cho cô luôn ấy, thì như vậy cũng được, không sao cả. Nhưng mà để cái phòng sáng hơn một chút xíu nha, và kiểu như là Vinh nhớ đứng nhưng mà bài đấy ơi nhưng mà còn thêm cái này, cô biết cái gì không? Không, mà bài nào mà hay thì ban tổ chức đăng lên Facebook. Trời ạ.
Được mà, được mà. Trời ơi, cô hy vọng là được nhìn thấy bài của Vinh trên Facebook lắm luôn ấy. Thiệt. Có gì đăng bài lên Facebook đi, cô chia sẻ cho. Cô sẽ kêu gọi mọi người nhưng like mà và chia sẻ. Nhưng mà phải nhiều like với share. Nhưng mà bạn nào mà có nhiều like, share thì chắc mới được dành. Thì không sao bình chọn đến 16 là kết thúc. Cô sẽ đi kêu gọi hộ cho, yên tâm đi. Cô sẽ đi kêu gọi hộ cho. 7 ngày nữa là trao giải rồi đây cô ơi. Ừ, cô biết rồi, thì từ giờ đến ngày 16 là có thể like và share, chia sẻ trên Facebook được đúng không? Từ từ. Rồi cố gắng lên. Nhưng mà bài đây nó phải hay và đủ thời gian cơ. Thì cô nghĩ là bài của Vinh là thiếu khoảng 10 giây nữa thôi là đủ 3 phút rồi, thì cố gắng. Là... Nhưng mà nói nhanh thì mới thế đâu chứ. Chắc nói chậm rồi cũng phải dài tới đúng rồi. Gần nói 4 phút. Nói chậm thì sẽ là khoảng 3 phút rưỡi. Vinh cố gắng nói chậm lại được chưa? Nhẹ, nói chậm lại để mọi người cùng nghe. Đó. Rồi. Ok được chưa? Cố gắng lên nhé. Rồi. Bye bye. See you later. Goodbye teacher. Yay. Okay.